Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 trở lại kiểm tra việc lập lại trật tự vỉa hè sau 4 tháng tạm ngừng để giao trách nhiệm cho 10 phường tự xử lý, đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong mấy ngày qua. Điều này đã cho thấy sự cương quyết của chính quyền quận 1 với chương trình trả lại vỉa hè cho người đi bộ đã từng tạo sự lan tỏa khắp cả nước. Trong buổi chiều qua, hàng loạt ô tô vi phạm vỉa hè trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn, Phùng Khắc Khoan, Lý Tự Trọng, Hoàng Sa đã bị đoàn liên ngành lập biên bản. Nhiều trường hợp không có tài xế, đoàn đã niêm phong cẩu xe về trụ sở xử lý. Buổi ra quân, đoàn liên ngành cũng xử phạt nhiều lỗi vi phạm khác, kể cả việc tiểu bậy trên vỉa hè. Cơ sở bánh Như Lan trên đường Hàm Nghi cũng bị đoàn phạt 700.000 đồng vì xả rác, đổ nước tràn lan gây mất vệ sinh nơi công cộng. Vì né chốt cảnh sát giao thông, hai xe khách giường nằm đã chạy vào đường trong khu dân cư thì va chạm với nhau, làm cho hàng chục hành khách có một phen thót tim. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xe khách biển số 85B00232 đã bị xe khách Phương Trang chạy cùng chiều phía sau hút vào đuôi, va chạm mạnh làm hai xe vỡ nát, kính chắn gió đổ tràn xuống đường. Rất may không ai bị thương. Nhưng hàng chục người trên xe một phen thót tim, đường số 17 là đường trong khu dân cư, nhưng vì để tránh chốt cảnh sát giao thông, nên một số phương tiện xe khách lại chạy vào đây để ra quốc lộ 1, thay vì chạy đường vòng lên cầu vượt trạm 2. Thời gian qua, người dân sinh sống trên đường số 17 vô cùng bức xúc vì con đường này đang bị tàn phá nghiêm trọng. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế lái ô tô tông chết nam thanh niên rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay trên quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình, 22 tuổi, quê Gia Lai. Theo một vài nhân chứng, anh Bình điều khiển xe máy biển số 61L5-6426 trên quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương đã va chạm với một xe ô tô khiến anh Bình tử vong. Sau tai nạn, chiếc xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân trên đường. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát giải phân cách. Nhiều mảnh kính của xe ô tô vỡ nát giữa đường, xe máy bị kéo về phía trước khoảng 40 mét.